Xin chào anh em, xin chào quý vị và các bạn. Cửa hàng mới nhập được một ít ổ cắm hàng đấu giá của Nhật về, cực kỳ xịn luôn, mời anh em cùng theo dõi. Đây, nó gần giống như cái ổ này, nó xịn. Còn cái chỗ là ổ này là ổ chưa qua sử dụng của bên Nhật, hàng tồn kho, hàng đấu giá bên Nhật anh em nhé. Nhập được ổ này là ổ, nếu nói là mới tinh cũng được, nhưng mà theo thời gian thì màu nó phải xuống đi, bởi vì nó để lâu rồi, nó là hàng chưa qua sử dụng ở bên Nhật. Còn cả bao bì và hộp đây. Những cái ổ mà nó có công tắc kiểu như này anh em dùng sẽ rất phê. Thì cái ổ này cửa hàng đợt này báo giá cho anh em là 350.000, bao ship luôn cho anh em nhé. Riêng cái ổ này cửa hàng bao ship luôn cho anh em tiện. Thông tin địa chỉ cửa hàng rõ trên tấm biển này, anh em có thể đến tận nơi hoặc là đặt hàng cửa hàng gửi tận nơi cho anh em. Ổ cắm này thì anh em chơi đồ thanh bãi thì gọi là hết ý luôn. Đây tôi có thể cắm vào đây cho anh em theo dõi này. Dây dài 1,5 m, dây rất gọn. Đấy, đèn xanh này, đèn led màu xanh, phê chưa. Ổ cắm chân dẹt anh em nhá. Anh em lưu ý là chân dẹt nhá, chỉ dùng cho thiết bị bãi thôi. Chứ còn chân tròn điện 220 là không dùng được đâu, vì chân nó chân tròn không cắm được. Nhập được mấy chiếc, chục chiếc. Đây, ra đây nha. Đây, còn cả hộp. Nghĩa trong một hộp này nó có tầm 10 cái thì phải. Dài 1,5 m. Xịn sò, mịn màng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lỗ cắm. 350.000 cho anh em, bao ship luôn. Đợt này số lượng nó nhiều nên là thôi bán vừa phải cho anh em. Bởi vì cái ổ mà 6 lỗ mà có công tắc này thì nó giá trị lắm anh em ạ. Nó rất giá trị. Nó xịn. Nó nhiều cắm để anh em dùng. Đó. Cứ nối tiếp vào nhau, nhìn phê chưa anh em. Ổ mới tinh chưa qua sử dụng. Chưa qua sử dụng bên Nhật anh em nhá. Ổ này là ổ người ta chưa qua sử dụng, gần như mới tinh luôn. Nó chỉ màu theo thời gian nó bụi bặm vào thôi. Anh em dùng những cái ổ này thì cực kỳ sướng luôn. Độ chịu tải của nó tận 1500W. Ổ Nhật cái nào cũng vậy anh em nhá. Những cái ổ bãi cửa hàng bán kể cả nhỏ 1, 2 lỗ cắm cũng đều 1500W cả. Đó. Đó. Đèn led 6 công tắc 6 lỗ này. Xịn ghê thật. Đây. 1500W 125V 15A. Anh em dùng cho các thiết bị âm thanh bãi thì gọi là hết nấc luôn, hết ý luôn. 350.000, bao ship luôn cho anh em. Xin cảm ơn.